Xin chào mọi người và nhất là các bạn trai sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ. Đây là video clip mình chia sẻ về tử vi của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của Mậu Ngọ Nam Mạng. Thì thật sự mà nói là cái tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng thì như đã biết thì do là mình nắm thiên can chữ Mậu cho nên là cuộc đời khá là lên binh ha. Tuy là mình giỏi ha, sốc nổi cũng chịu khó làm ăn lắm, nhưng mà thật sự ra là thiếu mất cái sự may mắn. Chỉ có một số người sinh vào các tháng thuận lợi như là tháng Dần, tháng Tuất thì và tháng Mùi thì còn có thể nói là tốt đẹp, còn đa phần thì rất là lên binh và gặp nhiều cái sự gọi là không may mắn ở trong cuộc sống. Thì mình có tổng quát sơ cái tuổi Mậu Ngọ thì nó như thế này. Người tuổi Mậu Ngọ đó sinh năm 1978 Nam Mạng là người mà ưa đời sống tự do ha, thích làm cái gì đó tự lập và thích tự làm chủ bản thân hơn là đi làm công. Làm việc thì độc lập, ít chịu sống và làm theo khuôn mẫu định sẵn, thích làm cái gì đó phải có tính sáng tạo, đó là cái người Mậu Ngọ. Có thể nói là người Mậu Ngọ thì mang ý chí tự lập cao cho nên là sớm thoát ly gia đình. Vì vậy đa phần là học hành thì có thể nói là chậm trễ. Có người thì chơi đã lúc ấy nghỉ một thời gian sau đó mới học hành ha. Có người nửa đường bỏ dở. Nếu như những người mà có phúc được sinh trong những cái nhà mà có cái nền giáo dục tốt đẹp thì có thể có nhiều cái cơ hội làm lên sự nghiệp. Thì nhiều người Mậu Ngọ rất là giỏi giang và rất là chịu khó. Tiền bạc thì không thiếu. Đặc biệt cái cá tính của cái người Mậu Ngọ đó là thích nghi rất là tốt với tất cả các cái môi trường, cho nên là sẽ mình hậu vận của mình sẽ không đến nỗi nào. Đó là cái chung chung của cái Mậu Ngọ. Thì tuổi Mậu Ngọ đó là thường vào sinh vào không sinh thuận sinh là thường bị tam hình chiếu, dễ lâm vào cái cảnh mà khó khăn trắc trở, thậm chí là cứ bị đi ra đường là bị hết người này chống với người kia phá. Dù là mình sống hiền, mình cố gắng mình sống với nó, nhưng mà cũng nói làm sao đâu, nó không được tốt đẹp. Thậm chí là nếu như mà người này thì tâm thì không phải là người dữ, nhưng mà nếu mà sống người buông thả thì rất dễ dính nhập vào pháp luật. Như đã nói, thiên can mang chữ Mậu của cái người Mậu Ngọ Nam Mạng thì cái dễ có tham lam nè, thái âm vũ bậc thiên cơ là ở trong thân cư mệnh, mà tùy vào thân cư mệnh nằm ở đâu nữa. Cho nên là người rất là có nhiều tham vọng, và đặc biệt là do là có cái thái âm và hữu bậc cho nên là rất là thu hút phái nữ. Người ta gọi là người Mậu Ngọ đó là đào hoa, nhưng mà khổ vì tịch. Không nghĩ đào hoa thu hút phái nữ, không nghĩ là nhiều bồ nhiều ấy nữa ha. Nhưng mà người Mậu Ngọ khi đã thương thì thương rất là cắn kết, mà không có muốn họ có thể là có nhiều người ông bướm, nhưng mà đừng có một cái là họ thuộc dạng là một người rất là tôn trọng tình cảm ha. Rồi nếu như là cũng chính vì cái khả năng gọi là thu phái nữ nè, nếu như là có mẹ hoặc là chị gái làm ăn có tiền thì rất là vượng phát. Tuy nhiên em gái thì không đem lại cái điều tốt đẹp cho cái người Mậu Ngọ. Giống như người Mậu Ngọ đã gọi là thích là cái người năng nổ hoạt động, do là mang cái mệnh là thiên thượng hỏa, Ngọ cũng là hỏa, chỉ chiến Mậu là thổ thôi, cho nên là nằm âm ngũ hành là thuộc dạng là dữ dằn. Nằm âm ngũ hành lại là mộc nữa, cho nên là lửa rất là sôi sùng. Cái người Mậu Ngọ luôn đem đến cái năng lượng tích cực cho những cái người xung quanh. Đó là cái tín hiệu rất là hay. Họ vui vẻ, họ hòa đồng, họ đem đến cái nhiều cái sự tích cực. Đó là cái lợi của người Mậu Ngọ. Tuy nhiên là nên là chọn những cái người mà về khi mà chính vì vậy cho nên là không có hợp làm ở trong văn phòng. Làm cái gì đó là phải thực tiễn, làm cái gì đó phải hành động, chứ còn mà làm ở trong văn phòng không phải là cái người tốt đẹp. Nghịch
đặc biệt đó là người mậu ngọ đó thì thường đó là sinh vào mùa đông thì không được tốt đẹp, nhưng mà sinh vào mùa thu và mùa xuân thì ok ha, à, gọi là tốt lành. Đặc biệt là những người sinh vào mùa thu thì rất dễ có tiếng tăm, à, với bản chất nhiều đam mê nhưng rất là dễ chán, à, thì gia đình khó ổn định, sự nghiệp duyên tình thì hay chao đảo, à, đi vào mà cái đại vận 10 năm của cái giai đoạn trung vận của người mậu ngọ thì bắt đầu mới có nhiều hành thông, à, đó là cái sơ khởi, nói chung cái tóm tắt của cái tử vi của người mậu ngọ. À, bây giờ thì ứng vào cái năm 2019 năm Kỷ Hợi thì nó sẽ như thế nào? Thì mọi người đều biết ha, mệnh mạng là thiên thượng hỏa, à, gặp năm bình địa mộc, Kỷ Hợi là năm bình địa mộc mà, là tương sinh tốt, chủ về tất cả mọi việc được thuận lợi, làm ăn thì dễ sinh tài lộc, à, công việc hanh thông thì có quý nhân giúp đỡ, à, đó là một cái tín hiệu rất là tích cực về mạng, đặc biệt là khi mà mạng mà được tương sinh của năm thì rất là tốt đẹp ở một chỗ rằng là nó sẽ giúp cho các phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi, phát huy các tác dụng tốt mà khống chế đi cái phá và bại tinh. À, sao thì lại là cái sao nó không được tốt đẹp, tuy nhiên nó cũng không quá rối rắm, đó là sao vân hớn, à, rối rắm tai tiếng, à, chứ nếu mà gặp mà La Hầu thì hoặc là Thái Bạch thì còn chết nữa. Sao vân hớn thì sao vân hớn, mình mà gặp sao vân hớn chiếu mạng, công việc làm ăn thì dễ ngăn trở ngại, tại vì sao vân hớn là vốn dĩ là cái phá tinh đem lại rối rắm và tài tiếng, gia đạo rối ren dễ bị thị phi tai tiếng, tiền của thì có thể sẽ bị hao tốn do cái sự rối rắm của công việc nó đem lại. Nhưng mà rất may á, là cái sao vân hớn thì nó lại thuộc hành hỏa, người mình là mệnh hỏa mà, à, nạp âm của hành mộc nữa, cho nên là tốt đẹp nó sẽ đem lại cái sự tương sinh, tương hợp, à, hỏa với hỏa là tương hợp, nó không hẳn là hoàn toàn xấu, à, có thể từ nghịch duyên mà chuyển thành cái sự thắng lợi, à, tùy theo ý chí của mỗi người và cái đức năng của mọi người có được. Riêng mà người mậu ngọ thì sống cá hiền, thường là người thích giúp đỡ người khác, coi bản nhiều cái việc của mình còn chưa chắc là muốn làm việc cho người khác không, cho nên là sẽ hy vọng rằng với cái đức năng đó sẽ được mọi người giúp đỡ mà vượt qua khó khăn. Hạn thì thiên la, cái hạn thiên la thì ảnh hưởng phần nhiều về tinh thần, à, cho nên là hạn của năm gặp hạn thiên la cuộc sống có nhiều vấn đề phức tạp, tức là cái năm mà gặp hạn thiên la thì đầu óc mình phải suy nghĩ nhiều, khiến phải lo nghĩ, dễ bị phân tâm bởi sự lo âu toan tính, à, ở trong các cái công việc thôi kệ nó, có lo âu toan tính thì nữa, nhưng mà đừng có bệnh hoạn, đừng có tai nạn là được ha. Con người mà ai không lo thì nào nằm xuống tắt thở là hết lo ha, còn suy nghĩ được là còn lo ha. Hy vọng rằng những cái lo đó sẽ đem lại điều tốt đẹp. Vận niên là một vận niên khá xấu, đó là mã ngộ đao, tức là người trúng thương xấu. Khi mà gặp vận niên mã ngộ đao á thì sẽ bất lợi trong giao tiếp, à, tranh chấp, à, kiện tụng là mình sẽ không có lợi, à, sẽ gặp, nếu mà có gặp chống phá thì nên nhẫn nhịn, à, sẽ ít bị thiệt hại hơn, đó là cái vận niên không tốt. Gia đình tình cảm á, thì sẽ khó được êm ấm, gặp chuyện trái ý nghịch lòng, xin cãi cọ, các mối quan hệ xã hội có thể là vợ chồng, có thể là trong công việc làm ăn sẽ không đem đến cái điều tích cực mà có thể đem đến cái chuyện buồn của mình ha. Thiên can á, chữ mậu của mình gặp chữ kỷ, à, mậu kỷ thì cùng hàng thổ, à, là bình hòa, à, bình hòa về mặt tử vi nhưng mà về nạp âm ngũ hành là cùng hành thổ, cho nên chủ về một năm công việc làm ăn đều bình thường, tiền bạc làm ra thì cũng ok, không có gặp chống phá vì tại vì cái thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. À, địa chi ngọ gặp hợi, à, người ta nói là ngọ gặp hợi thì ngọ thì hỏa, hợi thì là thủy, à, về nạp âm ngũ hành cho nên là có thể nói là nó hơi tương xung về
Mặt nạ âm ngũ hành của địa chi. Và một số sách đó thì có nó viết đó là ngọ hợi là tướng tùy, chủ xấu về cái mối quan hệ, cái không được tốt đẹp ở trong gia đạo. Và đặc biệt đó là hai người này, hai cái tuổi này là gặp nhau dễ sinh cái tai nạn, cho nên là cẩn thận. Rồi đó là cái tử vi của cả năm với những cái tín hiệu như vậy. Còn xét về sự nghiệp của cái mình sẽ xét về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe của năm đó như thế nào bằng cách đo sao tính hạn ở bên trong. Tại vì ngoài cái việc mà giống như là nãy giờ mình trình bày là giống như cái ổi, cái vỏ bên ngoài, còn bây giờ mình xét trong cái ruột của nó trong là có cái gì, có hộp cứng, hộp mềm hay là sâu vỏ ở bên trong, thì mình sẽ phải tính. Đầu tiên á thì xét về mặt tứ trụ á, thì năm Kỷ Hợi 2019 là với thiên thuận địa xung, mà thiên thuận thì công việc làm ăn tương đối thuận lợi, không có gì mà khó khăn về tứ trụ. Tuy nhiên về tứ trụ mà địa xung á thì ảnh hưởng về gia đình, tình cảm, thì bất an và quan hệ giao dịch nhiều cái điều chống phá, có thể dẫn đến thua thiệt. Nếu gặp cái sao văn hơn là hạng thiên la cộng với cái vận niên là mãi ngộ đao á, thì cuộc sống gặp nhiều điều trái nghịch lòng, bất lợi ở mọi toan tính về cái gia đạo ha, nó kết hợp. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận á, của năm 2019 á, là đi vào ngoại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời nó còn có thể chiêu cảm các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu cũng như vận niên xấu gây ra. Mình thì đang ở trong cái giai đoạn đại vận 10 năm, cho nên đó là cái giai đoạn đại vận 10 năm của người trung niên á, trung vận của mình á, thì có nhiều cái phát đạt, có nhiều cái thay đổi tích cực về mặt sự nghiệp, về mặt gia đạo, có nhiều niềm vui. Nhưng mà tiểu vận á, đi vào bại địa, tức là trong nguyên cái 10 năm này có cái năm này là không tốt, thì mình sẽ phải tính toán. Thì nó nhờ cái đại hạn ảnh hưởng của 10 năm đại vận á, tốt đẹp, thì nó sẽ giúp mình khống chế bớt cái khó khăn của cái năm tiểu vận đi vào bại địa này. Cung tiểu vận á, thì có tham lam ngộ tuần, thì tham lam là cái khởi lòng, cái ham muốn của mình ở trong cái cuộc sống, nhưng khó thành tựu vì là cũng đã biết ha, tuần mà đi sao một cái sao nào thì nó cứ cắt đầu hết, tốt xấu gì nó cũng quất 50% hết, như vậy thì nó sẽ không có tốt đẹp cho cái nhiều cái khởi ham muốn của mình quá to lớn. Đặc biệt cung tiểu vận còn có tam môn, thiên khốc, thiên la, quan phủ đồng cung, cuộc sống có nhiều chuyện trái ý nghịch lòng do con cái gây nên hoặc là vợ chồng gây nên, tức là gia đạo của mình không tốt đẹp. Bất hòa sinh rối rắm là những tác nhân chính khiến cái người tuổi Mậu Ngọ ở trong năm 2018 sẽ phải ảnh hưởng đến cái công việc của mình từ cái gia đạo, cho nên là cẩn thận đừng để gia đạo xảy ra biến cố mà không tốt đẹp cho công việc ha. Hội chiếu thì rất tốt, có tứ linh cách, đó là long trì ha, bạch hổ, phượng cát ha, hoa cái, hội cùng vũ khúc, đường phù, đây là những phúc tinh rất tốt đẹp mà đã có tứ linh cách mà hội cả cùng vũ khúc và đường phù, thì công danh sự nghiệp không có phải là cái năm thất bại, thậm chí là một cái năm có nhiều cái bắt đầu khởi động rất tốt đẹp. Có nhiều người, thậm chí là bạn bè ủng hộ giúp đỡ, gặp trở ngại khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Tuy nhiên hạn, ngoài ra hạn thì có tất sát và phá quân, thiên khốc và thiên hư, đây là những phá tinh gây nhiều hư hại cho sự nghiệp và gia đình. Đây là cái những cái phá tinh nó cũng đồng cung, nó cũng nằm ở trong hạn, mà hạn có những cái đặc biệt là thất sát và phá quân là chỉ những cái người chống phá của mình. Năm nay đề phòng tiểu nhân ha, nhất là những người giữ trướng sẽ gây ra phiền hà, mà đặc biệt là giữ trướng ở phái nữ nhỏ tuổi hơn.
cẩn thận nha. À, rồi à, bên cạnh các cái tinh quân tốt đó thì cũng nên dè dặt trong cái giao tiếp, cung cách đối xử, vì là quả tú nhập hạn cộng với phi liêm tham lam thất sát hộ chiếu à, thì mình phải dùng cái sự mà gọi là hoạt bát của mình, mềm dẻo của mình mà ứng biến ở trong cái năm có cái nhiều cái phá và bại tình xấu như thế này à, nếu không muốn là những cái mối quan hệ đó đem lại cái sự rắc rối cho mình, đặc biệt là đừng có làm cái gì mà nghĩ lợi cho mình mà hại người khác, đó là mất phước, và mất phước thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không lành à. Cung mệnh thì có tuế phá đại hao, thì hai cái tinh quân này mà đi gần nhau á, thì người ta gọi là cung tặc thần à, cần phòng mất của mất trộm à, coi chừng bị người khác lừa gạt và mất tiền à, đặc biệt là những cái người thân tính gây ra hay bạn bè phản bội. Công việc làm ăn không nên quá tự tin mà thiếu đi cái kiểm soát ha, đặc biệt là nhờ những cái công việc hùng hạp với bất kỳ ai, có thể thậm chí mất tiền và họ còn đem lại cái liên lụy pháp luật cho mình, cho nên là cẩn thận vẫn là điều tốt nhất ở trong cái năm à, có khá nhiều phá và đại tinh, dù rằng là mình đang ở trong đại vận 10 năm. Nhờ có nguyệt đức đáo nhập cung mệnh à, rất là may ha, vẫn sao đi nữa thì vẫn có nguyệt đức đáo nhập cung mệnh, thì nó sẽ phần nào giải tỏa và cái thức suy bại về tài chính, suy bại về công việc và vượt qua cái khó khăn, cái chống phá mà người ta gây nên cho bản thân của người Mậu Ngọ Nam An ở trong cái năm Kỷ Hợi ha. Cung tài bạch á, thì có rất là nhiều tài tinh hội tụ, nhưng cũng có đại hao, cái phá tinh hao tốn đồng cung, nên là tiền bạc làm ra thì rất nhiều nhưng cũng hao tốn không ít à, cho nên là có thể nói là năm nay thì làm ra nhiều nhưng hy vọng không dư nhiều đâu, vì có đại hao nhập cung có sẽ là phải hao tốn những điều khác. Nội mà nếu như mà là Mậu Ngọ thì năm nay có làm ra nhiều tiền thì cũng phải trang trải nợ lần từ năm 2017-2018 này làm ra ha. 2017-2018 thì Mậu Ngọ, 2017 thì Mậu Ngọ kinh khủng lắm, 2018 đã đỡ tí nhưng mà 2019 thì ngon hơn ha, thì hy vọng là sẽ trả hết được hai cái nợ của hai cái năm hạn vừa rồi à, như vậy là ok à, nhìn chung á xét về các mặt á thì rõ ràng á, là can kỷ của năm 2019 á, là thuộc âm à, ngũ hành hợp thổ, trung vận là thiếu cung cho nên thổ vượng, mà thổ vượng thì sẽ không tốt cho người mệnh hỏa vì sinh xuất à, tuy nhiên là mình là thiên thượng hỏa, lửa mình lớn lắm ha, lửa mình nhiều lắm, cái năm thổ vượng này không ảnh hưởng nhiều đến với bản thân mình đâu, cho nên cũng đừng có quá lo lắng à, có nhìn chung các mặt á, thì năm 2019 công danh tài lộc thì có thăng tiến à, nhưng gia đình tình cảm thì báo hiệu nhiều rối rắm tốn hao, cuộc sống không được yên vì phải lo giải quyết cái phần gia đạo của mình, mà cái phần công việc nó sẽ bị sao lãng và không tốt đẹp. Dù sao sự nghiệp cũng không có phải là một cái năm lùi, mà có thể là năm tiến. Mọi chuyện không gây ảnh hưởng đến đường công danh của cái người mà vào đâu, cho nên là năm 2019 ngon xét về công danh và sự nghiệp à, có thể nói năm nay xấu tốt đang xen, đừng nên mưu sự chuyện quá lớn, chỉ nên tiếp tục những cái việc mà thuộc sở trường đang làm với sự cố gắng và cái sự phải nói là hăng say làm việc không biết mệt mỏi của ngựa, làm như trâu như ngựa mà, thì có thể nói là ở đây là một năm thu nhập về tiền tài đáng kể à, một năm à, theo anh ba đánh giá thì nó chỉ là một năm trung bình, không phải là năm tốt đẹp à, chỉ là trung bình thôi à, đối với người Nam Mậu Ngọ về mặt sự nghiệp à. Tiếp tục là về mặt tình cảm của năm Kỷ Hợi 2019 xét trên các cái tinh quân ở bên trong mệnh của mình à, xét về tử vi của năm 2019 sao hạn vận niên ha, khá xấu, cho nên về mặt tình cảm đối với mà gia đình á, thì
cái người nam mậu ngọ cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, đừng quá mà người mậu ngọ nữ nam mạng thì khá là chiều chuộng con cái, chiều chuộng vợ con sẽ gây hư hỏng mà tốn hao, có thể dẫn vào con đường ăn chơi mà không có khống chế nó được. Hạn thì như đã nói có rất là nhiều phá và bại tinh, bản thân và vợ con cần phòng tai nạn vì có thất sát nhập với tai ngôn, có thể xảy ra hung họa khó lường nếu cả vợ lẫn chồng mà ham danh lợi mà buông lung thì coi chừng con cái sẽ xảy ra những điều không tốt đẹp, gây hao tốn. Đặc biệt đó là các anh nam với điếu khách và tế phạm thì đừng có ham vui ở trong cái năm 2018, tại vì bên 2019 dễ gây tai tiếng, ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc lứa đôi. Lý do là người mậu ngọ như đã nói ở trên là rất là dễ thu hút phái nữ, đặc biệt năm nay có điếu khách và tế phạm, tức là các mối quan hệ bên ngoài đem lại cái sự phá rối cho cái mối quan hệ vợ chồng. Nhưng cũng như đã nói là người mà mậu ngọ thì không có số chơi với những cái người mà đồng trang lứa, phải chơi những người lớn hơn thì họ mới giúp đỡ mình, còn nếu mà chơi những người đồng trang lứa họ lợi dụng mình không năm nay dễ sinh bất hòa, mà phần thiệt thì đa phần là về người tuổi mậu ngọ nam mạng phải chịu, không khéo còn có thể đáo tụng đình với những cái tinh quân không tốt cho cái mối quan hệ và cuộc sống gia đạo. Quan hệ thì nam nữ nên giữ khoảng cách, đừng quá tin người mà bị mất tiền, đặc biệt là có cái cung tặc thần nên nhớ cung tặc thần là tặc thần là ăn trộm mà còn đối với mà các anh mà độc thân mọi người độc thân thì rõ ràng là năm 2019 tình cảm vấn vương nhưng niềm vui thì không có nhiều, nỗi buồn sẽ rất là lớn lao, nên cẩn trọng trong giao tiếp, đừng có nóng nảy mà sanh ra mất đi cái tình cảm xây dựng của mình. Nếu như mà muốn kết hợp cưới hỏi ở trong cái năm kỷ hợi 2019 thì một ngọ nam mạng không có kiêng kỵ gì cả, tình cảm la lại tiếp tục là những cái rắc rối, nhưng mà về mặt tình cảm muốn tiến đến hôn nhân của cái người mà ngọ nam mạng độc thân thì ok về mặt sức khỏe và bổn mạng thì rõ ràng là cái năm 2019 với cái mạng được tương sinh thì có thể là bổn mạng của mình sẽ không bị nguy, nhưng tuy nhiên là bổn mạng sẽ bị suy do năm, dù gì đi nữa thì năm 2019 cũng là năm thổ vượng, vận niên không tốt cho nên là sức khỏe thất thường, đặc biệt là cái vận niên mã ngộ đao hoa ngựa trúng thương thì đi xa cần phòng tai nạn xe cộ, đặc biệt là phải cẩn thận về các bệnh mà tim mạch và máu huyết. Rõ ràng là với những cái sao mệnh, cái tinh quân như thế này thì sức khỏe phải cần cẩn trọng và đặc biệt là đề phòng tai nạn với mã ngộ đao của vận niên và năm thổ vượng. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi của cái năm 2019 bên ngoài là những cái tinh quân xét về mặt tứ trụ, xét về các cái tinh quân bên trong của tử vi thì rõ ràng là công việc tốt đẹp tình cảm gia đình thì có chút vấn đề cho nên mình cần cẩn trọng, đặc biệt là phải chú ý đến phần sức khỏe, không được êm lắm với cái vận niên mã ngộ đao. Và mình có làm luôn cái vận hạn của 6 tháng đầu năm 2019 đối với tuổi mậu ngọ nam mạng để xem nó như thế nào, xét luôn coi thì cái vận niên đó, cái vận hành của từng tháng nó ra sao, cộng với lại cái vận niên của mình thì biết là tháng nào xấu và tháng nào tốt để mà phòng ngừa, xấu cái gì tốt cái gì để mà phòng ngừa. Thì đầu tiên hết của tháng của năm kỷ hợi 2019 là tháng giêng, mà tháng giêng tức là tháng bính dần, một tháng gốc hỏa, có thể là tháng bính dần hình như là bắt đầu mùng năm mùng sáu gì đó tháng hai dương lịch. Thì xét về cái chủ mệnh là mệnh đồng hàng hỏa người ta nói mệnh đồng hàng thì tốt cho sức khỏe và may mắn cho bổn mạng. Thiên can bính mậu
à, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn về mặt nạp âm ngũ hành á, bính thuộc hỏa, mậu thuộc thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ, cho nên là tốt đẹp về công việc, có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Đặc biệt là địa chi với nhóm tam hợp dần ngọ tuất, à, thì người ta nói là tam hợp đem lại rất là nhiều điều may mắn, không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Với tam hợp và tương hợp của nạp âm ngũ hành thiên can rồi là mệnh đồng hoàng, hy vọng là tháng giêng là tháng tốt đẹp, có nhiều tín hiệu tích cực vui vẻ cho cái người mùa ngọ nam mạng ha. Tiếp đến là tháng 2, tháng 2 thì là tháng đinh mão, chắc có thể là hình như là bắt đầu ở ngày 8, ngày 9 gì đó, tháng 3 năm 2019. Tháng đinh mão thì tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy mệnh là hỏa đồng hàng, sức khỏe bổn mạng tốt, may mắn. Thiên can đinh mậu tiếp tục là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên bính đinh là thuộc hỏa, mậu thuộc thổ, cho nên là tiếp tục là một tháng tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can, tốt đẹp cho công việc và tài lộc của công việc. Địa chi tí ngọ mão dậu, ngọ mão gần nhau trong tứ hành xung, người ta còn có thể nói là nó bị xung khắc nhau, khá sát nhau ở trong tứ hành xung, thì hai cái con vật này nó sẽ đem đến nhiều điều không tốt đẹp. Nó thể hiện cho là gia đạo rất là dễ sinh rối rắm và phiền hà, đặc biệt là những đứa con. Tháng này là cũng là tháng 3, tháng 4 rồi, tháng 3 rồi, tháng 3 bước qua tháng 4 thì học hành chuẩn bị thi cử, con cái sẽ lại mình phải kèm cặp, mình phải la mắng rồi này kia để nó có tốt đẹp, cho nên là có thể nó con cái sẽ rất dễ đem lại đến buồn phiền ở trong cái tháng 2 của người mùa ngọ nam mạng ha. Rồi tiếp tục là tháng 3 âm lịch, tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn, bắt đầu khoảng cỡ đầu tháng 4, khoảng cỡ 10 tháng 4, 10 hay là 8 tháng 4 gì đó, năm 2018, mà tháng 4 là tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn, như vậy là tháng Mậu Thìn là mộc, mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cho các cái phúc tinh được tương sinh tươi sáng hơn và phát huy tác dụng, đặc biệt là tứ linh cách ha, long hổ phượng cái mà được cái bổn mệnh tương sinh, rồi năm được bổn mệnh tương sinh thì nó sẽ phát huy tác dụng rất là ok. Thiên can mậu thì cùng hàng thổ, công việc và các mối quan hệ trong xã hội làm ăn sẽ rất là tốt đẹp, ngon lành. Địa chi thìn ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp cho nhau, tiếp tục rõ ràng là công việc của tháng 3 cũng là một điều nhiều điều đem đến may mắn như tháng 1, tháng 2, đặc biệt với cái mệnh tương sinh thì rõ ràng là tốt đẹp ha. Tháng 3 cũng là một tháng ngon lành. Rồi tháng 4, tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng gốc mộc, mà tháng gốc mộc thì như vậy mệnh thì cũng giống như tháng 3 được tương sinh, tốt cho sức khỏe mà giúp cho các phúc tinh tươi sáng, đem lại nhiều may mắn cho cái công việc làm ăn có bổn mạng rồi này kia. Thiên can mậu kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, mậu và kỷ thì cùng hàng thổ, cho nên là tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề, thậm chí là có nhiều cái tin tốt lành ở trong công việc. Tỵ ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp, đặc biệt tỵ ngọ cùng thuộc hành hỏa, như vậy tháng 4 cũng giống như tháng 3, nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều hay chờ đón người mùa ngọ nam mạng. Em ha, khởi đầu mà cái năm Kỷ Hợi có 4 tháng công việc mình sẽ không có chuyện gì trong phá, đặc biệt chỉ có tháng 2 nó hơi khó khăn một chút xíu về gia đạo và các mối quan hệ xã hội thôi ha. Con cái của mình cũng là vấn đề. Rồi đến tháng 5, tháng 5 là một tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Canh Ngọ, một tháng thổ, như vậy mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh để sinh sức tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng, cái gì mà mình sinh ra nó là mình phải yếu đi ha, cho nên là cần cẩn trọng một chút về bổn mạng,
thiên can, canh mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng về chỗ. À, canh thì thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên là vẫn thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim, tiếp tục công việc lại được ngon lành. À, người ngọ ngọ em ha, thấy vô tháng 5 dù là tháng tuổi mà công việc cũng không có vấn đề gì. Địa chi ngọ ngọ năm sinh tháng tuổi người ta gọi là tự hình, sẽ không có nhiều tốt đẹp cho gia đạo, dễ sinh những cái rắc rối rầy ra, không phải là chỉ riêng cái phần mà gia đình của mình đâu, còn có thể là những cái không tốt đẹp về công việc, các mối quan hệ sinh ra tài lộc của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. À, như vậy là ngoài cái việc mà không tốt cho bổn mạng do là bị sinh xuất tháng ha, thì mình còn phải để ý cái việc gia đạo, vợ con rất là dễ sinh đầy ra ha. Tháng này mà anh nào mà có mèo ở ngoài thì cẩn thận cho tốt, chứ nếu không là dễ bị con vợ nó tìm ra lắm ha, mà nó tìm ra là biết rồi ha, cháy nhà liền ha. Ha, tiếp tục là tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nặng, cũng giống như tháng 5 thì tháng này nó không tốt đẹp về như vậy về bổn mạng một chút xíu. Thiên can tân mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như đã nói tân canh thì thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên rõ ràng là thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim ở trong một cái dòng tương sinh đó, thì nếu mà ở trong dòng tương sinh đó thì rõ ràng là tốt đẹp ha, mọi điều hạnh thông công việc. À, có 6 tháng không có vấn đề vì là thiên can, thì hy vọng rằng 6 tháng đầu năm là 6 tháng khởi phát rất là nhiều điều tốt đẹp về công việc, về tiền tài. Địa chi Mùi Ngọ là thuộc nhóm lục hợp. À, rõ ràng là với cái lục hợp này nó tương sinh rất nhiều điều. À, tháng 6 hàng năm của người Mùi Ngọ thường là tốt đẹp từ tháng lục hợp về địa chi, và ngon lành ha. À, chỉ có bổn mạng là không tốt đẹp. Với nhiều cái thuận lợi về thiên can trong 6 tháng đầu năm của vận niên 6 tháng đầu năm thì rõ ràng là tài lộc sẽ không phải là vấn đề đối với các anh, các bạn tuổi Mậu Ngọ. À, chủ yếu chỉ cần là để ý 2 tháng, đó là tháng 2 và tháng 5 một tí xíu về cái phần gia đạo, còn lại là tốt đẹp. Bổn mạng với sinh xuất thì cũng chưa có đến nỗi nào, mình chỉ bị suy yếu đi thôi chứ mình không bị nguy nan. Với những cái có thể nói là vận hạn của 6 tháng đầu năm nhiều tươi sáng và tốt đẹp, hy vọng rằng nó sẽ khống chế hết tất cả phá và bại tinh để mà cái người Mậu Ngọ năm mạng có được tiền tài và sự vui vẻ trong 6 tháng đầu năm. Video đến đây là đã hết. Rất vui vì mọi người đã chú ý lắng xem. Ai xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Mậu Ngọ biết mà ứng dụng vào cái năm Kỷ Hợi 2019 một cách tốt đẹp. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.